chiều ngày 28 tháng 3, liên quan tới vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả có liên quan tên Huấn Hoa Hồng, đại diện Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về những diễn biến mới nhất của vụ án. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, đồng thời phát đi thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có liên quan tới tài khoản không gian mạng có tên Huấn Hoa Hồng. Sau khi thông tin tìm bị hại được phát đi, đã có một số bị hại đến để trình báo và trên cơ sở đó, Công an thành phố Hà Nội đã xác lập án. Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức nên đã khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can về các nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán bộ phận cơ thể người, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Trong số các bị can bị khởi tố, có 7 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh các tài khoản mạng liên quan Huấn Hoa Hồng để cho vay tín chấp. Căn cứ vào kết quả điều tra, bước đầu công an xác định các đối tượng trên đã lợi dụng việc Bùi Xuân Huấn, tên thường gọi là Huấn Hoa Hồng, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, là cá nhân có nhiều người theo dõi trên trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp và đăng tải các hình ảnh, video chia sẻ về của cải, vật chất, khoe các mối quan hệ với các đối tượng xã hội, nên các bị can đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả liên quan đến Huấn Hoa Hồng. Sau đó sử dụng hình ảnh của Bùi Xuân Huấn để đăng tải, chạy quảng cáo, hỗ trợ vay vốn từ 30 đến 500 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo, số máy điện thoại để được tư vấn. Khi bị hại kết bạn với các đối tượng đưa ra nhiều lý do để lừa đảo các bị hại chuyển tiền như phí đặt cọc, phí bảo hiểm, phí giải ngân tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 7 bị can đã chiếm đoạt 526 triệu đồng của 34 bị hại. Để phục vụ việc điều tra mở rộng, Công an thành phố Hà Nội sau đó đã phát đi thông báo phương thức của các đối tượng trong vụ án, đồng thời cung cấp 21 số tài khoản mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền lừa đảo, đề nghị các cá nhân bị lừa đảo đến trình báo. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định. Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, đối với cá nhân Bùi Xuân Huấn, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, đến nay xác định Bùi Xuân Huấn không có quan hệ quen biết gì với các bị can và các đối tượng trong vụ án. Các tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Xuân Huấn và tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook mà các đối tượng sử dụng đều là tài khoản mạo danh, không phải do Bùi Xuân Huấn sử dụng, quản lý.